Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Một quả TNT, hai quả TNT, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ủa, tự nhiên không mình vào trong server Hero MC, cái tiền mình xuất hiện ở trong cái đống TNT này là sao vậy các bạn? Ở đâu ra quá trời TNT vậy? Mọi người ơi, chúng ta có lên cầm cái bật lửa và đốt luôn không? Ôi, bậy nha, tôi đang đứng ở trong TNT, mọi người mà đốt cái tôi thành con heo nướng luôn á mọi người. Đừng làm như vậy. Ngu gì xuống. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh server Hero MC đấy bạn ơi. Đấy, thì hôm nay mình đã quay trở lại với server của Hero Team bọn mình để chúng ta cùng nhau chơi một cái mini game ở trong gọi là server của bọn mình nha. Đó chính là tựa game ai là người build nhanh nhất. Đấy, ai là người xây dựng nhanh nhất nha. Thì hôm nay nè, mình có mời đến gọi là rất nhiều thành viên của Hero Team luôn. Dịch với Camu đang làm gì? Cái gì vậy? Xong rồi mấy bạn ơi, hai người này đang tính thả cơm chó mấy bạn ơi. Phải không ta? Ok. Rồi hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời rất nhiều thành viên của Hero Team vào trong đây để gọi là thi đấu với mình, coi ai là người xây dựng nhanh nhất và pro nhất ở trong gọi là Hero Team nha các bạn nha. Thì hôm nay là đối thủ nặng ký nhất của mình nghĩ là chỉ có anh Mr. Dịch thôi. Tại anh Dịch quay rất là nhiều những video xây nhà rồi. Anh Dịch có dám thi đấu với em không? Dám không? Thôi anh giới thiệu em là anh 100 năm kinh nghiệm chơi Minecraft nè. Kiểu gì anh cũng thắng em luôn cho coi. Trời ơi, ghê. Anh Dịch mới 25 tuổi mà được 100 năm kinh nghiệm mà các bạn ơi, ghê thiệt. Ok, rồi mấy bạn ơi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trận đấu để thử xem coi ai sẽ là người xây dựng nhanh nhất nha. Let's go. Rồi ok, trận đầu tiên nào anh em ơi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gọi là ai xây nhanh nhất nha. Xây cái này à. Ôi cái này quá dễ đấy, mình coi trắng đỏ xanh đen. Trời ơi, quá đơn giản, cái này mà ai không xây được nữa, ai mà thua cái này tôi cũng lạy người đó luôn á. Trắng nè. À, trời ơi, tôi không đọc ở đâu, tôi đọc ra mọi người bắt chước tôi sao? Trời ơi, đâu quá trắng, người ta cần đọc có ba. Không biết ai bị loại ở vòng 1 ông ta, vòng 1 siêu dễ luôn bạn ơi. Ôi, xong rồi, hoàn hảo luôn bạn ơi, quá đơn giản. Hoàn hảo luôn. Trời ơi, cai cũng thấy xong rồi nè. Ok, ủa Sam ơi, nhanh lên Sam. Ô, không ai bị loại hết. Rồi. Ui, cái này mới khó nè nha, cái này mới khó nè. Ôi trời. Mình vừa mới nhớ cái giờ mình quên luôn rồi. Ừ, tôi cũng mới nhớ xong tôi quên luôn các bạn ơi. Giờ sao ta? Ủa này sao các bạn? Ủa sao lại còn có cả cái block màu xanh vậy? Có mà. Hồi nãy Dịch không để ý hả? Có một mặt thôi. Rồi xong giờ tờ Dịch thua trận này rồi các bạn ơi. Ui không biết mình xây đúng không ta? Mình thấy nó hơi sai thế nào các bạn ơi, mình lo quá à. Hy vọng hả? Đúng. Cái này khó thì cái này thật sự là rất là khó luôn đó mọi người. Vòng 1 thì siêu dễ. Qua speed build, copy của thằng khác. Vòng 1 thì siêu dễ, vòng 2 thì siêu khó bạn ơi. Sai rồi, chết rồi. Ủa rồi xong sai rồi các bạn ơi. Ủa sai rồi. Rồi để coi ai sẽ là người bị loại đây. Trời ơi là trời. Ok để xem coi. Tôi nghi tôi quá. Ê em nghi là Sammy anh ơi. Ui em được 45% nè. Em nghi là Sammy rồi. Kyron. Trời ơi. Kyron đã sai. Tỷ lệ sai. Oh my god, đi đây. Ôi gì đây? Cái này cũng khó nè. Cái này cũng khó nè. Cái này là con dân làng này. Ok. Sao toàn cái khó vậy trời? Khó cái gì vậy? Trời ơi, nó phải khó vậy thì game nó mới hấp dẫn chứ chị. Ấy, mà không sao, mình cũng đã nhớ được chút mấy bạn ơi. Hy vọng là mình sẽ xây đúng. Xong rồi thế nào mọi người? Ủa, hình như không phải. Ủa sao ta? Nó quên rồi. Trời đâu chúng ta đang rất căng thẳng. Cái này làm sao mọi người? Ủa sao hồi nãy tôi mới nhớ xong rồi tôi lại quên nữa các bạn ơi, kỳ quá. Kiểu mình nhớ được cái hình của nó nhưng mà mình bảo bây giờ đặt nó như nào chính xác mình quên rồi. Ừ tự nhiên đang nhớ cái đầu vô xây cái lại quên các bạn à, kỳ ta. Ủa sao ta? Ê này 8 giây. Ủa chết rồi. Hình như thế này đúng không? Ui kỳ. Ôi không biết ai là người bị loại đây. Trời ơi mình không nhớ. Chắc luôn. Đi rồi, xong rồi anh em ơi. 65%. Em là top 7. 60.
Trời ơi, Sammy bị loại các bạn ơi. Ok. Thôi không sao, mình không bị loại được rồi. Ok. Ôi dễ, cái này dễ. Ôi, cái này dễ. Thì nhớ kỹ, nhớ kỹ nha. Thật ra cũng không dễ lắm. Nhớ tỷ lệ là được. Nhớ tỷ lệ với tỷ lệ. Thật ra cũng không dễ lắm các bạn ạ. Mình hy vọng là mình xây đúng. Ok. Sammy gọi là bịch xây nhanh lắm nha. Ok. Hình như là chỗ này. Phải không ta? Mình sao đúng mình rồi, đúng rồi. Cái xe kia không. Ok. Ơi, đúng rồi, chơi là không được nhắc nha. Một người sao được? Chơi là không được nhắc nhá sao? Không được nhắc, không được nhắc. Ok. Đấy, để tôi không bằng chơi kỹ bạn. Nhanh lên Phong, nhanh lên. Yên tâm đi, tôi thắng mà, tôi xây được mà, yên tâm. 100% chắc luôn à. Ui, còn mày gì kìa, hoàn hảo luôn. Hay quá. Trời ơi. Ai sẽ bị loại đây? Đây. Ôi, mèo Sammy bị loại chắc rồi. Đây. Sim sai tỷ lệ rồi. Em đập, em bị đập nè, em bị đau. 100%. Ok, em được 100% luôn. Xin chào Sim đến với hội người biết bay. Sammy đã bị loại. Rồi bây giờ chỉ còn có Phong cận Mr. Dịch với Ca Mui thôi bạn ơi. Ủa cái này cũng dễ, Ui, dễ à, bố quá thò. Cái này cũng dễ, cái này không khó lắm. Ủa gì kỳ vậy, sao cái này nó dễ ta? Hồi nãy cái thứ hai đúng khó luôn á bạn. Rồi cái thứ hai là khó nhất luôn á. Ai mà nãy hình như cây Ron là bị loại thứ hai đúng không cây? Đúng rồi, bị cây thứ hai. Ok, hoàn hảo nè, quá đơn giản luôn bạn ơi. Rồi, em tận 50 mil cũng ghê phết nhờ. Hình như là anh Dịch chưa biết xong. Anh Dịch chưa biêu xong các bạn ơi. Dịch thua đi. Không thua luôn. Ghê. Ok. Ủa cái gì đấy? Là gì vậy? Hả? Cái gì kỳ vậy? Xoay nguyên cái đó hình vuông mà bằng kim cương. À cũng dễ. Quá dễ. Quá dễ luôn. Cái này là xoay nhanh là được. Sao đúng dễ luôn mọi người. Ê, cái lắc này Phong thích lắm nè, Phong thích lắc này em luôn. Tôi là Phong mà thích kim cương lắm bạn ơi, cho nên là xây bằng kim cương mà tôi thích. Xây nhanh nhanh á, cẩn thận chậm á, cái này là tính về cái sự nhanh nhẹo á. Cái này tính là ai xây nhanh hơn thôi. Nhanh nhẹo. Các bạn sống các bạn phải nhanh nhẹo nha. Rồi nhanh lên các bạn. Muốn nhanh nhẹo là các bạn phải dùng coconut. 8 giây nữa, nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên. Ôi mình xây không kịp các bạn ơi. Nhưng không sao. Chắc chắn là em thắng Ca Mui vậy ơi. Tại Ca Mui xây mới được có tí à. Trời ơi, em chắc chắn là thắng Ca Mui rồi. Em 81% nè. Ca Mui. Ok. Còn em với Dịch thôi vậy ơi. Ok, trận này là trận solo giữa Phong với Dịch. Ôi nhớ kỹ. Open Considinoli. Nhớ kỹ rồi. Rồi cố lên. Rồi qua này. What? Gì vậy? Tôi nhớ kỹ rồi. Xong tí nữa cái tôi quên rồi. Nani? Mày mắc cười. Chơi này nó hay vậy đó. Hay rung xong quên á. Những lúc nhớ kỹ xong rung quên luôn. Ủa đúng không ta? Hình như cái màu bên đây đúng không ta? Tôi không nhớ kỹ nữa. Ok. May quá. Trời ơi, xém thua các bạn ơi. Ủa cái này là gì đây? Vi tính. Ai lấy cái gì ơi? Cái này hơi khó nha. Lá top. Cái này hơi khó nha. Cái này hơi đường hệ lá top đây vậy. Cái này hơi khó nè. Hình như là bên ngoài đây đúng không ta? Cố lên. Cố lên. Ủa, rung quá à. Yên tâm đi, tôi sẽ thắng Dịch. Cái này là Phong thắng nè. Rồi còn mấy giây nữa, nhanh. Hình như có gì đó sai. Đặt bừa luôn đi. Hình như có gì đó sai. Chết rồi. Mình với Dịch đều sai bạn ơi. Nhưng người nào sẽ là người thua đây? Ai sai dữ là thua ơi. Bạn được. Ai thua. Yeah. Phong thắng mấy bạn ơi. Yeah. Quá đơn giản. Phong là người giành chiến thắng. Thật quá đơn giản. Ghê. Ok. Rồi mấy bạn ơi, vậy là trận đầu tiên. Trận một nhường ơi, đang để quay video nháp ơi. Vậy hả? Vậy luôn. Nháp ơi, nhường ơi. Ok bạn ơi, trận đầu tiên là Phong thắng rồi nha. Để coi trận thứ hai là ai thắng nè. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục trận thứ hai nha các bạn nha. Cái gì vậy? Cái gì mà đầu tiên khó dữ. Trời ơi.
Trời ơi, mày đầu tiên nhìn thấy khó nha các bạn nha. 1, 2, 1, 1, 2, 2, ok. 2, 2, tôi 2, 1, 1. Tôi không biết, tôi nhớ. Trời ơi, chết rồi. Sao mà trận đầu tiên lúc nào nó cũng là trận khó nhất luôn hay sao anh em ơi? Tôi cảm giác vậy hay sao á. Ôi trời, mấy trận sau thì nó dễ, mà sao trận đầu không? Chơi kiểu người chơi hệ lọc mềm á. Rồi xong, em sai rồi đó. Em sai rồi. Em sai rồi. Quả này, không đi rồi. Sao ta? Ôi vậy. Yêu cầu các bạn tôn trọng luật lệ copy bài của wow, mình. May quá, mình nhanh, mình kịp các bạn ơi, may quá. Simmy kêu nhìn nè, xong tôi nhìn tôi thấy phát hiện ra luôn. Ok. Rồi, ông Sam lại bị loại đầu tiên rồi. Rồi, để coi ai sẽ là người bị loại đây. Mình được 100% rồi các bạn ơi. 100% thuộc về Phong rồi. Ai bị loại ở màn 1 này thì tôi xin phép được cộng 10 điểm sự tự giác và trung thực. Ok. Mình được 100 luôn nè, mình được 100 luôn. Sammy. Sammy 10 điểm trung thực. Ôi trời ơi, Sammy. Bà say cái kiểu gì vậy sao? Không biết, chưa nhìn, mới nhìn nửa mặt à. Trời cái này mệt nè. Cái này mệt nè. Trời ơi trời. 1 2 3. Ok, 4. Cái này nhìn hơi mệt mệt các bạn ơi. Tôi nhìn cái này tôi thấy nó hơi mệt mệt đó. Không biết anh em mệt không, tôi thấy tôi hơi mệt mệt đấy. Tôi mệt rồi á. Tôi ghét cái này nhất, trong tất cả tôi ghét cái này nhất á. Thiệt á. Thì phải không ta? Sao tôi thấy nó hơi, tôi thấy bắt đầu nó hơi kiểu sai tỷ lệ hay sao bạn ơi. Như thế này đúng không nhỉ? Rồi sau đó là ra ngoài đây như thế này đúng không? Phải không ta? Sai rồi, không phải. Ui chứ sai sao ta? Đặt cái này nữa thế, Phong xe hoa tulip à? Tôi không nhớ. Yeah. Anh chị em ơi, tôi tuyên bố là tôi gọi là pro nhá. Yeah. Ủa sao ta? Ơ chết rồi, hồi xe đại. Oh no. Rồi xong luôn, tôi thua. Cái gì Phong? Tôi thua rồi. Cái hoa của tôi là xấu nhất. Một là Phong, hai là Sim à? Cái hoa của tôi là xấu nhất các bạn ơi. Sim bị lỗi lóc nè, Sim bị lỗi lóc nè. 79% nè, 79%. Đây. Sai rồi. Ủa? Sai. À không, mấy bạn ơi, hoa, cái hoa của mình nó xấu, còn hoa của cây còn xấu hơn này. Ok, cái này sao đây? Cao 3 bài lóc đúng không? Ok, rồi nhớ rồi. Nói chung cũng dễ, cũng không khó lắm. Đấy. Ok. Thế này nè, tôi xây những cái chi tiết nhỏ trước cho tôi tính điểm trước cho mình các bạn ạ. Ủa, sao tự nhiên vẫn còn dư vậy? Còn dư đá đỏ ta? Ủa, đá đỏ đặt ở đâu trời? Ủa kìa. Hình như có đá đỏ nhưng mà tôi quên vậy. Không nhìn ngoài nè. Hình như tôi nhìn bên ngoài, tôi không nhìn bên trong mấy bạn ơi. Chết copy, tôi rồi. Copy paste đi. Hình như là như thế này thì phải. Che. May quá. Hoàn hảo. Được rồi. Trời. Ok. Che lại bạn ơi, che lại không cho ai nhìn hết, che lại. Chết rồi. Không có nhìn. Mui rồi. Cái mui thua rồi. Chắc luôn, cái mui thua rồi. Cái này như vậy à? Ok, mình làm sai rồi. Ok, cái này là cả mui thua chắc các bạn ơi, tại vì Simmy tính ra là Simmy không được, hiểu không? Chưa chắc nha, tôi được 72% nè. Đi. Gãy. Gãy hả cả mui? Cả mui gãy hả cả mui? Rồi xong. Cả mui thua rồi bạn ơi. Cái gì đây? Cái đèn lát rồi, cái đèn đang ngủ. 4, 5, ok. Rồi, nhớ rồi. Ui, nó còn... Wow, tính ra là nó còn một chi tiết nhỏ bên dưới nữa mà mọi người mà không để ý là xong luôn á anh em ơi. Khó. Cái này nó còn cả xây cả chi tiết nhỏ bên dưới nữa bạn ạ. Ghê thiệt. Khoan, có cái gì vậy? Ủa khoan mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì không? Tại sao lại có đá đỏ đây? Thì đó, tôi mới nói là đá đỏ là cái chi tiết nhỏ đó, bạn nào không để ý là xong luôn. Ok. Rồi xong luôn. Copy xin. Copy hả? Trời ơi, chơi copy. Mấy bạn đi thi bao giờ mấy bạn được thầy cô khuyến khích là copy chưa? Trời ơi, mấy bạn sống vậy là không được rồi. Ok. Chơi là phải trung thực. Đúng vậy. Trời ơi, xin ơi, tệ rồi. Hoàn hảo. Ok. Ê, tính ra là trận 1 là em với Dịch đối đầu với nhau, trận 2 cũng vậy luôn Dịch. Tại vì em nhìn xem là biết xin thua rồi. Em nhìn xem đã biết xin thua rồi. Ok, để coi Dịch trận này Dịch có phục thù được không nha các bạn nha. Đây. Ok, đẹp lại chung kết à. Ok, cố lên. Ok. Phong sẽ gọi là chiến thắng một lần hai trận luôn cho các bạn coi nè. Oh my god. Lại những gì đã mất hoặc mất tất cả những gì đã có. Phong gáy sớm nè. Phong gáy sớm nha các bạn nha. Ok. Ai? Không khó lắm. Ván quyết định vừa. Ván này là ván quyết định mấy bạn ạ. Phong hay Dịch sẽ là người giành chiến thắng trong trận 2 đây. Một là Dịch thắng, hai là Phong thắng. Ở đâu ta? Này đúng không?
Oh no. Ai nhớ đâu, làm gì có ai nhớ đâu. Như tôi hơi quên các bạn ơi. Ôi chết. Ôi. Ôi chết. Sao mình xây cái gì nên nó hơi sai sai ta. Ủa, cái này đúng ta. Hình như có gì đó sai sai. Đúng rồi, còn một block nữa, còn... Yeah! May quá! May quá mấy bạn ơi! Xem nữa mình thua nha coi! May quá! Hai người đụng xém luôn á! Trời ơi! Okay. Cô Lan! Cô Lan xoay! Cô Lan! Ai đây? Nhớ đã đặt đúng vị trí nha mọi người! Sai vị trí cây là toang đó! Ok, nhớ mà! Bình tĩnh! Cứ bình tĩnh mà chơi! Ủa sao giờ còn dư nhiều láo vậy ta? Ủa? Lá hai bên. Ok nha. Ê vậy nha, em không hề nhìn dịch nha, dịch đừng nói thế, dịch vui quen gió ạ. Kìa, nhìn đâu? Chị nhắc cái kìa mà. Ủa? Ủa gì thiếu vậy? Chết rồi! No! Ủa không đâu, dịch cũng xây chưa xong, Từ, chưa. Ai là người giành chiến thắng đây? Ai đây? Ai đây? Từ dịch chi? Mấy bạn ơi, mình lại là người chiến thắng trong thứ hai. Quá đơn giản luôn các bạn ơi, trời. Anh dịch gọi là nhường ơi bây giờ nhìn thắng kiểu người quay clip người ta kiểu xấu hổ phải không? Nhường ơi ok. Nhường ơi ok bạn ơi, vậy là trong trận đấu lần này Phong đã giành được hai màn chiến thắng luôn bạn ơi. Và liệu rằng trong những tập sau anh dịch có phục thù được hay không đây mấy bạn. Nếu bạn thấy thích cái trò mini game này, nhớ bình luận lại cho Phong biết thì Phong sẽ mời Hero Team vào chơi chung với nhau nữa nha. Ok, và cảm ơn em đã xem video này. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên lại để cho mình một like, một share và nhớ là subscribe, đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên anh kênh của anh Mr. Dịch người siêu nhường với lại là Mèo Simi, Camui, Sammy, Kairon và tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Quay trở lại. Bye bye. Nhường các bạn. Nhường hả? Ok nhường.